Nhạc cụ âm thanh ánh sáng Yêu Tứ xin chào mừng tất cả các bác nhé, đến với kênh. Hôm nay Yêu Tứ sẽ test cái bộ mic SPS280 này, bộ mic sự kiện cùng với đôi loa cột Column B52 nhé. Từ đây về nhà là cách xa 200m. Đấy, giờ mời anh em nghe cái chất âm trước nhé. Alo, mở đi. Sóng rất xa luôn, mic sóng xa. To lên. Cho to lên. Cơn gió đông lạnh đầy đôi tay. Trời chợt lạnh như mùa đông. Những cơn mưa rơi ở thầm. Sắc trên cuộc tình mộng. Quá kinh khủng luôn. Đủ bắn quá xa luôn. Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Giây phút em yêu toàn em xa xưa, nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mấy tiếng đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối để vượt phong trần tháng. Em khóc cho đời viễn xưa. Rồi em lặng lẽ em ra đi, mong hôn yêu thương quê nhà, sống hết cho người mình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Ok anh em nhá, loa Column là cột với cấu hình một đôi loa như này, đánh phổ rộng tầm 150m đến 200m chiều dài nhá. Anh em mà chơi thêm cảm xúc nữa là gấu luôn, ở đây là không két được to nên là hàng xóm sang ý kiến, anh em thông cảm. Anh em có nhu cầu mua thì liên hệ Yêu Tứ nhá, xin cảm ơn anh em.